Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị các bạn theo dõi kênh YouTube Tiếng Đồng Tháp. Thưa quý vị các bạn, hôm nay trên trang Facebook của bà Nguyễn Phương Hằng có viết như thế này các bạn. Tịnh độ cư sĩ đã tạm ngừng mọi hoạt động của Võ Hoàng Yên, là chiến thắng thứ hai loại bỏ khỏi tôn giáo, chân lý là đây. Thưa quý vị các bạn, thì kênh YouTube Tiếng Đồng Tháp cũng vừa cập nhật tin mới nhất về ông Võ Hoàng Yên như thế này. Thưa quý vị các bạn, sau 8 tháng được ông Võ Hoàng Yên khám chữa trị 776 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi không ai khỏi bệnh. Tại cuộc họp ngày 19 tháng 3, thông báo kết quả điều tra xác minh xung quanh vụ việc ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020. Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua điều tra xác minh, chúng tôi thấy phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối. Lừa dối không phải là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng giữa lừa dối với lừa đảo ranh giới khá mong manh. Những căn cứ gì để có thể làm rõ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên? Theo thông tin trên báo điện tử ngày 6 tháng 11 năm 2011, Lương Y Võ Hoàng Yên chia sẻ, 6 năm qua tôi chưa nhận bất cứ đồng tiền nào từ bệnh nhân. Thế gian có hạnh phúc nào hơn khi mang lại hạnh phúc nụ cười cho người khác? Mỗi năm tôi chữa trị được hơn 4.000 người câm biết nói. Vì tuyên bố này của Võ Hoàng Yên nên nhiều người tin đi theo ông. Không chỉ người dân bình thường mà chính quyền, cơ quan y tế của nhiều địa phương cũng tin ông Yên. Dù mang tiếng là khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên, Ủy ban dân huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng. Còn nhiều địa phương khác như Cà Mau, Bình Dương, Quảng Nam. Vì những tuyên bố chẳng khác gì tự cho mình là thần y, nên Võ Hoàng Yên mới lừa thiên hạ mắc bẫy. Sở Y tế Hà Tĩnh đặt cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động, hỗ trợ hàng trăm triệu cho trung tâm này hoạt động. Hàng chục ngàn bệnh nhân đến trung tâm Võ Hoàng Yên để được chữa bệnh. Chưa có ai lên tiếng là được chữa lành. Ông Võ Hoàng Yên bỏ đi không quay trở lại Hà Tĩnh. Trung tâm bị bỏ hoang, tiền bạc đầu tư trôi theo mây khói. Nhiều cá nhân tổ chức vì tin vào những tuyên bố của Võ Hoàng Yên, có thêm sự tham gia của truyền thông, đã hỗ trợ tiền cho thần y chữa bệnh cho người nghèo, trồng thuốc nam, xây chùa. Chữa bệnh miễn phí là chiêu rất độc. Nhờ chiêu này mà tiền tài trợ của đại gia mới nhiều, tiền thầy thì bỏ túi. Ông Võ Hoàng Yên á, đặt vấn đề là vay mượn. Vì ông ấy nói rằng là ông ấy đi chữa bệnh và ông ấy xây chùa đổ nợ và ông ấy thiếu rất nhiều người. Cho nên là ông ấy có rất là nhiều sổ đỏ và tôi đã từng nói với quý vị rằng là ông xách cả vali sổ đỏ bỏ nhà tôi. Ông ấy đặt vấn đề là mượn tiền rồi sau khi đó bán được đất sẽ trả tiền hoặc viết giấy nợ hoặc là giao sổ đỏ. Thì ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất thiếu rất nhiều người cho nên ông ấy đã cho tôi rất nhiều tài khoản. Mà sau này tôi phát hiện ra đó là một tập đoàn lừa đảo là nào là cha vợ, em vợ, cháu vợ, em rể, chị ruột, em ruột, cháu ruột, tất cả học trò của ổng. Và kể cả những người mà ổng có nợ thật, nhưng mà cái số nợ đó không đáng. Thì cho nên tôi mới gọi là một tập đoàn lừa đảo. Có nghĩa là tôi đã thỏa thuận với ông ấy cho ông ấy mượn 100 tỷ đầu tiên. Khi đồng ý tôi thỏa thuận 100 tỷ đó rồi thì ổng chỉ cho tôi bất cứ một cái địa chỉ nào thì tôi đều chuyển vô, bởi vì tôi đã thỏa thuận cho ông ấy mượn. Mượn nhưng tôi không có cần phải cầm sổ đỏ và tôi cũng chẳng cần một cái tờ giấy nợ nào hết, vì tôi nghĩ là anh hùng trọng anh hùng. Ổng là người tử tế, tôi cũng là người tử tế. Ổng đi làm thiện, tôi cũng là người đi làm thiện. Cho nên là sau khi tôi phát hiện ra đây là một tập đoàn lừa đảo là từ đầu tiên là từ ông cha vợ. Cha vợ mà ổng nói là chủ nợ. Khi tôi phát hiện ra ông đó không phải là chủ nợ mà là cha vợ thì đó là một cái bắt đầu tôi hoài nghi. Tôi hoài nghi rồi bắt đầu tôi mới tiếp cận cái gia đình, thì từ những người em, người cha của ông Yên mới nói cho tôi biết rằng là tất cả đều là lừa dối hết. Rồi khi mà tôi ông Yên nói rằng học trò ổng đi làm với ổng mười mấy năm trời cũng không có cái gì, thì tôi lại cho mỗi người một cái nền đất. Thì khi mà làm sổ đỏ đó thì có những cái tên nó trùng với cái tên tôi chuyển tiền. Thì tôi mới phát hiện ra tại sao tôi mang máng rồi sau đó tôi mới sao kê trong ngân hàng ra và tôi cập nhật cái danh sách mà ông Yên đưa tên cho tôi để mà tôi tặng những cái sổ đỏ đó. Thì tôi mới phát hiện ra đây là một cái tổ chức lừa đảo. Và tất cả những cái gì mà tôi biết ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không được là từ cha ông Võ Hoàng Yên, từ em của ông Võ Hoàng Yên nói với tôi rằng là
cam đoan 100% là không chữa được, vì có một người chữa tới 9 lần mà vẫn không được. Mà lúc đó tôi hoài nghi lắm, bởi vì tôi cũng như quý vị thần tượng ổng, nghĩ rằng là ổng làm những cái mà thậm chí là ổng xảo thuật đó nữa, mà mình nhìn thấy rất là rõ ràng, thấy tận mắt luôn. Cho nên là không phải một mình tôi mà cả thế giới lầm. Cho nên là đây là một trong những cái điều mà có nghĩa là không thể gì mà phát hiện được ông Võ Hoàng Yên là một cái tai mà nghĩa là che được cả bầu trời. Đó, cho nên là chính những cái người thân trong gia đình ông Võ Hoàng Yên nói với tôi bán tín bán nghi và tôi đi tìm hiểu, thì chính ông Võ, cha ông Võ Hoàng Yên nói tôi là thằng đấy là thằng lừa đảo. Nó làm gì chữa được bệnh ai? Có một đứa 7, 8, 9 lần nó kéo hoài cái lưỡi con người ta tét lên tét xuống mà không hề nói ra được. Thì con cứ tin là cha nói đúng đi, vì lúc đó là gia đình của ông Võ Hoàng Yên thương tôi là bởi vì tôi rất là thật. Cha ông Võ Hoàng Yên và hai đứa em trai là đều có một cái tâm rất là tốt. Nói với tôi trong gia đình ông Võ Hoàng Yên có hai phe. Cho nên những gì tôi nói với quý vị, nói trước cộng đồng trước sau như một, và tôi không hề nói dối một cái điều gì mà làm ảnh hưởng. Nếu như từ trước tới nay mà tôi nói một điều gì mà không đúng về ông Võ Hoàng Yên thì lập tức luật sư của ông đã không để cho tôi ngồi yên, để mà hôm nay mỗi ngày tôi đều vạch trần ra sự thật. Và tất cả mọi người đang từ từ hé lộ ra tất cả những sự lừa dối của ông. Bởi vì ông có luật sư, ông có thừa phát lại và ông có cả một đội truyền thông. Cho nên không dễ gì mà ông Võ Hoàng Yên ngồi yên mà nằm yên mà để mà một Nguyễn Phương Hằng của tôi lên tiếng mà tấn công ổng. Tôi không phải tấn công ổng là bởi vì quyền lợi cá nhân tôi, nhưng tôi muốn chứng minh cho cộng đồng thấy là đâu là sự thật. Vì cái truyền thông của ông Võ Hoàng Yên á, quý vị có biết ổng còn nói với tôi á, là sau cái máy bay Boeing mà ở bên Malaysia rơi á, thì ổng vô từ khóa là ổng nhất thế giới. Rồi khi cái máy bay đó rơi, ổng mới xuống cái tầm thứ hai là bởi vì Võ Hoàng Yên là dày đặc trên YouTube. Ổng tự hào đến cái mức mà trên truyền thông là ổng là số 1. Cho nên quý vị thấy rằng là 2 tuần lễ nay một mình tôi độc diễn mà ông Võ Hoàng Yên không hề lên tiếng, là bởi vì tôi nắm thóp ổng quá rõ rồi. Cho nên không có lý do gì mà ổng nhịn tôi, nhưng ổng không thể làm gì được tôi. Bởi vì tôi nói với ổng cái lá gan tôi rất là lớn, mà tôi đã chơi là chơi tới tận cùng, không bao giờ tôi bỏ cuộc. Vì cái sự lương thiện trong con người tôi nó mãnh liệt lắm. Không phải cho tôi, mà cho tất cả những bệnh nhân mà tôi đã nhìn thấy, họ khổ đau, họ nợ nần, họ lê lết để chờ gặp ổng. Rồi khi mà sự việc đổ ra thì quý vị thấy rằng ông đã đối xử với bệnh nhân thế nào, gia đình ông như thế nào, tất cả mọi thứ. Tôi chỉ mong một điều duy nhất mà ngày hôm nay ngồi trước tất cả báo giới là đừng bao giờ tin ông Võ Hoàng Yên nữa. Còn tiền tôi đã coi như là tạm thời là tôi nhường lại hết cho tất cả những người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa. Thì ông nói với tôi rằng ông có tiền trả cho tôi thì ông phải trả lại cho tất cả những người ông đã lừa dối. Đó là sự tử tế của tôi dành cho cộng đồng. Cảm ơn hai câu hỏi của anh.